đến sông hôm mai vui vẻ đền rồng ngày chơi phủ tia lò hồng vào ra. Sơn son thép bạc đang chỉ nhìn
rồng bay phượng ngày múa tức thì người trầu lên giật ý, cánh phượng văn ni hài kim sa mã não hòa tài ý, với hổ cường sạch sẽ tinh thơm trang hoàng sạch sẽ tinh nhị thơm hộp trầu phấn sắc với lực gương ý ở bên mình
miền Nam mà Việt gần xa tiếng đồn. Làm lễ dâng hương về đồng, làm lễ dâng hương cúi đầu lấy mẫu người phương độ, chỉ tay dâng hương niệm niệm từ bi. Tam tòa tiến thánh chứng chi cho thánh đồng trầu về chứng gian đền chung. Quang dòng nhan thập cờ diệu quang minh chứng đền chúng Nga tích tăng cúng không giả. Thành nhị sắc chỗ làm việc quan trong chiều ý nghĩa. Mùa xuân đi hái hoa hồng dâng chỗ đệ nhất đền rồng ban khen. Mùa hè đi hái hoa sen dâng châu đệ nhị trên ni đông cuống thương đàn. Sang mùa thu hai hoa ngọc lan dâng ngay về tới đền hàng thủy cung. Mùa đông nghi hai hoa phụ dung dâng châu đệ tứ tùy tổng khâm xa. Lên non đi hái hoa nhài để dân châu năm thượng quan cái ngũ hành. Hoa mẫu đơn đi nay ở trên cành dâng lên châu lục tiến trình vua cha. Thủy tiên cánh trắng nhụy vàng dâng lên châu bảy rõ ràng châu ước hai đường. Lịch sử có thừa dâng lên châu bát châu vừa nóng ngay. Hoa chanh mẹ ở trên tay dâng lên châu cửu thì vỗ tay châu cười. Hoa cúc vàng là hoa thắm tươi dâng lên châu mười chính như ngự mò ba.
khăng khăng đội sổ tam mi toa ngày ngày châu quê nguyệt hoa cầm quyền lầu lầu tam giới hoàng ở thiên ý. Trong ngoài thay thầy trước sau ý. Trên đời đẹp nhất hoa lan nhất thành nhị sắc làm quan trong chiều thành tâm lễ bái